Chào mừng tất cả những người anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Roti, hôm nay mình xin giới thiệu với em một con game có tên đó chính là Mộng Giang Hồ H5. Và chắc chắn rồi, nhắc đến dòng game H5 là một dòng game đa nền tảng có thể chơi được trên iOS, Android, PC v.v. các kiểu nha anh em ơi. Và ở phiên bản này chắc chắn rồi anh em chơi trực tiếp trên trình duyệt anh em nha. Và đi kèm với đó không thể thiếu đó chính là ở phiên bản này Forge cho anh em phải gọi là mắt khủng anh em nha. Quá tuyệt vời đúng không nè anh em ơi. Và cũng như là ở cái phiên bản này thì mặc định trong game thì anh em biết rồi đúng không mày, mặc định trong game của con game này á thì hàng ngày anh em có thể cày cuốc được hàng trăm cái thể nạp anh em nha, quá tuyệt vời đúng không nè anh em ơi. Rồi ok, về cày cuốc ở đâu thì bây giờ mình sẽ nói luôn nha. Thì ở đây này nè mày, ở đây nha, đây thì nói chung anh em đầu game vào anh em cố gắng vượt ải được các thứ vân vân nha nè mày. Và hàng ngày á, mỗi ngày nha nè mày, anh em cố gắng vượt càng nhiều ải càng tốt nha, khoảng tầm 200-300 ải gì đó anh em cố gắng anh em vượt nha, thì mỗi ngày anh em sẽ nhận được là hàng trăm cái thẻ nạp nhận tại đây anh em nha. Đấy, còn tài khoản này đã nhận rồi nha mọi người, tài khoản này đã nhận rồi nè. Đấy, nhận quá trời luôn, nhận hàng trăm thẻ nạp luôn nha mọi người. Đấy rồi ok, thì ở đây nè. Đấy rồi, cũng như là anh em cố gắng mua thêm cái đặc quyền nữa nha mọi người, mua thêm cái đặc quyền hào quang chính hiệp này, chính diện này. Đấy là anh em nhận cả hai luôn nha, nhận cả hai luôn. Đấy trời, nhận một nu luôn nè mà. Đấy anh em ha, một nuôi vậy nè mày, gọi cái từ là một nuôi nè mày nha. Đấy trời, tụi nó thiệt, nhận phải gọi là thâu ô thâu cuộc đời luôn nè mày, nhận phải nói là lên vip nhiều lắm rồi nha. Rồi cũng như là hàng ngày anh em online này nhận thêm ở đây nữa nè. Đấy, nhận thêm ở đây nữa nha. Rồi ok, đây ở đây mình cần online thêm 5 phút 57 giây nữa thì mình sẽ nhận được thêm nữa nha nè mày. Đấy, rất tuyệt vời nha. Rồi để khỏi mất thời gian của anh em đi thì mình sẽ đến với cái phần review tiếp theo, review về cái fanpage của con game này nha. Rồi sau đó mình sẽ quay lại đây review cái tài khoản top 1 server của bạn Hades này nè nha. Nhắc đến cái tên Hades, tôi bảo đảm luôn, rất là nhiều game lậu có cái tên Hades này và luôn luôn đứng top 1 đại gia ẩn danh này nè mày, quá ghê gớm đúng không nè nè mày. Đấy, tôi nói thiệt là tôi rất là may mắn tôi quen được cái bạn đại xe Hades này nha nè mày, rất tuyệt vời nè mày nha. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ lên ngay fanpage có tên đó chính là Mộng Giang Hồ. Và chắc chắn rồi, link fanpage này mình cũng để dưới phần mô tả video, mình để trong cái phần gọi là fanpage của game, và đem chỉ cần kéo xuống phần mô tả video, phần link game cũng như là phần hỗ trợ tăng thủ và phần tổng hợp thu thuật tải game xe game. Ở ba phần đó mình có để một cái link gọi là fanpage của game, và em chỉ cần nhấn vào thì nó sẽ dẫn em lên cái fanpage là Mộng Giang Hồ này em nha. Rồi thì trên fanpage này hàng ngày sẽ có gì nữa mời, chắc chắn rồi, hàng ngày sẽ có các bài thông tin khuyến mãi cũng như là thông báo được cái thứ vân vân nha nó mời. Thì nói chung ở tại fanpage này á thì người ta chỉ đăng các bài thông tin khuyến mãi hay là thông báo hay là open server thôi em nha. Còn anh em nào muốn nhận thêm mã code Zalo, mã code ngày hay là mã code tuần, mã code tháng hay thêm nhiều sự kiện khác, chắc chắn rồi anh em phải tham gia vào group Zalo thì mới có nha nó mời. Rồi ở đây thì cái bài open server S11 cầm 2 này mình cũng để dưới phần mô tả video anh em nha. Thì trong này đi nha, thì thứ nhất là có những cái dàn mẹ code này, thì những cái mẹ code này anh em cứ yên tâm nha, mình có để dưới phần mô tả video nha nè mày. Rồi ngồi ra thì ở đây nè mày, đấy có thêm cái sự kiện like và chia sẻ này. Đấy thì anh em làm xong cái sự kiện này anh em nha, sự kiện này đấy, bước 1, bước 2, bước 3 này làm xong nha, anh em sẽ nhận thêm là 300.000 kim bảo, 4 viên bảo thạch level 9 và cũng như là 2.000 lễ bao tự chọn bồi dưỡng đan, một set thời trang thâm uyên ma chủ BSR cực xịn nha nè mày. Đấy, đó chính là phần quà của Evan nha. Và tiếp theo là mình sẽ đến với cái phần quà đăng nhập mỗi ngày đi nè mày nha, quà đăng nhập mỗi ngày nha nè mày. Đây rồi, nói chung mẹ có thì chắc chắn rồi, mẹ có anh em nhập tại đây nha. Đây nó có rất là nhiều mẹ có nha. Đấy, đầy đủ tại đây anh em ơi. Đấy anh em tham, đây follow cho anh em này, 29 lượt quay, 50 lượt quay là tổng cộng bao nhiêu, 50 với 29 là 79 lượt quay luôn nè mày, trời quá đẻ. Rồi cũng như là vô số skin đồ gì đây, nãy danh hiệu đồ các thứ luôn nha, danh hiệu đồ các thứ đầy đủ chi tiết luôn nha nè mày, quá tuyệt vời đúng không nè nè mày. Hai skin đồ thâu, nó cũng UR cộng này, UR cộng này, UR cộng tiếp này, UR cộng này nó cao hơn skin UR thường nha. Rồi ok, rồi skin random đồ các thứ vân vân nha, nãy rất là nhiều skin nha. Rồi ngọc đồ các thứ nữa nè, nói chung là Forge cho anh em phiên bản này Forge rất là khủng khiếp nha nè mày. Đấy. Đấy, chưa hết đâu, chưa hết đâu, chưa hết đâu. Mỗi ngày chúng ta sẽ nhận thêm hai phần quà nữa nè nha. Đấy, thứ nhất là quà đăng nhập mỗi ngày nha nè mày. Đây là quà đăng nhập mỗi ngày nè. Đấy. Quà đăng nhập mỗi ngày nha. Quà năm hiện tại chưa có đâu. Này, quà đăng nhập mỗi ngày nè. Đấy. Rồi ok, quà đăng nhập mỗi ngày.
Thì có nhiều anh em thắc mắc là tại sao chưa có qua năm. Chắc chắn rồi, nếu như server này người ta mở nói chung là qua đến năm sau đi mà vẫn còn thì chắc chắn sẽ có qua năm anh em nha. Đấy. Rồi kiểu như năm đầu tiên nhỉ em ơi. Đấy. Rồi ok nha, đây là qua đăng nhập mỗi ngày nha. Rồi tiếp theo là phần tích nạp không đồng, cũng là cái phần quà gọi là quà login luôn đi nè mọi nãy. Vì ở đây nói chung là phần quà tích nạp không đồng nữa mọi, thì cứ qua ngày mới là anh em nhận thêm, qua ngày mới là anh em nhận thêm anh em nha. Đấy, đây mình sẽ nhận cho anh em coi nha. Đấy, nhận nè anh em thấy không, cứ qua ngày mới là anh em nhận nha. Cũng như anh em để nạp nha nè mọi, anh em nạp đến mốc nào thì anh em nhận liền cái mốc đó đi, chứ nhiều lúc anh em quên nha nè mọi, nhiều lúc anh em quên thì qua ngày mới nó sẽ reset về không nha nè mọi. Đấy. Rồi ok nhớ nha. Còn đối với những anh em cần nói chung là cần nạp cái phần quà không đồng này đúng không mày, chắc chắn rồi, cứ qua ngày mới là anh em vô đây anh em nhận anh em nha, là tổng cộng có hai phần quà đúng không mày, hai phần quà login mỗi ngày nha. Rồi ok, và tiếp theo nào ở đây nhá, thì bây giờ mình sẽ review cái tài khoản của bạn Hades này nha mày. Đấy, tôi bảo đảm luôn ở đây rất là nhiều anh em chơi game Bravate đúng không mày, nhưng nhắc đến cái tên Hades là một cái gì đó nó rất là khủng khiếp luôn. Vì đa số tôi thấy cái tài khoản mà có tên là Hades anh em ơi, đa số nha, đa số toàn là tài khoản top 1 server không đấy anh em ơi nha, đa số luôn đấy. Hiếm lắm mới thấy được top 2 hay top 3 nha anh em ơi. Đấy, còn hầu như tôi thấy luôn là toàn là cái tầm bao nhiêu anh em ơi, tầm là top 1 không anh em ơi. Đấy. Và tình cờ thôi, tình cờ thôi. Nói chung là tôi quen được cái bạn tại giới ẩn ấy anh Hades này anh em ơi. Này, nhìn cái trang ảnh là quá khủng khiếp luôn anh em ạ. Nhưng mà chính sách YouTube họ không cho quay nha. Này. Rồi ok, nói chung là cảm ơn bạn đại xe ẩn danh Hades rất rất là nhiều nha anh trai. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ review tài khoản này có gì mà nó khủng khiếp như vậy anh em ơi. Tôi nói thiệt, nhìn cái lực chiến là thâu thấy ố về luôn anh em ạ. Đây bao nhiêu lực chiến đây? 3 4 5 6 7 8 9 nha. Đây là 9 luôn nè. 315.000 tỷ lực chiến chứ mấy, trời ơi. 315.000 lực, 315.000 tỷ chứ, đúng không? 315.000 tỷ lực chiến chứ mấy, trời. Thấy ố về chưa nè mày, đấy, phải nói là ố về luôn. 315.000 tỷ chứ mấy, trời. Phải gọi là cái lực chiến phải gọi là ố về luôn anh trai ạ. Nhưng chưa hết đâu, trời ơi, tôi nói thiệt. Nhìn vô đây anh em thấy ghiền nữa, trời ơi, đây anh em ơi, trời. Nói chung cái gì một cái thứ gì gọi là cái gì nó khủng khiếp nhất anh em ơi. Đây. Đấy, nó đều có sẵn hết trong đây nữa mà. Đấy. Rồi ok, chờ tí nha. Hôm nay tôi tăng cái gì nè, tăng cái gì mà tăng một lần lên 96 tỷ lực chiến này anh em ơi, từ từ nha, tôi coi thử. Không phải cái này. Cái này không? Không phải luôn. Hôm nay tôi tăng cái gì này nè anh em ơi. Tôi vô tôi thấy tôi ngỡ ngàng luôn anh em ơi. Tăng một lần thôi, một lần tăng mà tăng 96 tỷ anh em ơi, trời vãi cá biêu lắm. Tăng gì? À đây, tăng cái này nè, đây. Đây nha, đấy, trời 64 tỷ nè mà, trời 64 tỷ chứ mấy. Đấy, 3, 6, 9 đúng rồi, 64 tỷ. Cứ lần tăng là 64 tỷ đúng không? Trời. 3, 6, 9 đúng rồi, 64 tỷ. Trời, anh em thấy không? Cứ lần tăng là 64 tỷ nha. Cứ lần tăng 64 tỷ, trời liên tục đi, liên tiếp này, vô này, trời ơi, tôi nói thiệt thôi, nó cộng bao nhiêu, trời, tính đi, bấm đứng màn hình lại, tính đi anh em ơi, trời, tôi nói thiệt, anh em thấy đẻ không, nhìn cái gian lật chứng thấy đẻ không, ghê không, phải ghê lắm anh em ạ, đấy, rồi ok, dự kiến anh trai này, anh nói là dự kiến anh sẽ lên cao nữa, nó mới leo lên cao nhất luôn, vì anh nghe nói là sẽ về sau này sẽ gộp lại các thứ lại và bảo đảm luôn. Cái tài khoản của anh trai đại gia Hades này sẽ gọi là top anh em ạ, sẽ là top 1 liên server luôn anh em ạ, ghê như vậy đấy trời. Đấy, anh trai này chắc chắn luôn. Đấy. Rồi ok, và anh trai này đấy, anh chắc chắn như vậy luôn anh em ơi, là thấy cỡ nào giờ anh em ơi nãy. Rồi ok, thì nói chung anh em chơi rất nhiều game rồi đúng không? Anh em chơi rất nhiều game đúng không? Đấy. Cứ anh em nào thấy cái tên mà Hades nha thì tôi bảo đảm luôn, từ top 1 cho đến top 3 nha anh em ơi, đa số là top 1 nha, hiếm lắm mới thấy là top 2 hoặc là top 3 nha anh em ơi. Đấy, đa số là top 1 hết anh em ơi. Ghê như vậy đấy thôi. Rồi ok. Rồi thì mục đích hôm nay
Thì nói chung là mình chỉ review nhẹ cái tài khoản này cho anh em coi, chủ yếu là coi cái lật chiến thôi em nha, coi lật chiến thôi chứ không có cần coi gì anh em ạ. Đấy, coi lật chiến thôi. Đấy. Rồi ok, là anh em thấy khủng khiếp cho nên mày quét khủng khiếp đúng không? Là hay. Rồi ok nha. Quay chung mộ rồi gì đây, này này chung mộ đây là cá lời này, chắc chắn cá lời luôn nè, bảo đảm luôn. Đấy. Bỏ ra ngàn nhận 2.500 nè, bỏ ngàn hai nhận đây, bỏ 1.200 nè. Nhận về 1.500, nói chung là chắc chắn có lời nè nha, chắc chắn có lời. Đây, mình vừa bỏ ra 1.300 gì đó, nhận nhân 5 lên này nè mày, đấy là nhận 6.000 mấy luôn nè mày. Đấy. Rồi, ok thì nói chung là game là đơn giản như vậy thôi, thì cứ thế mà anh em vào game, anh em chơi, anh em trải nghiệm thêm anh em nha. Rồi một lần nữa mình xin cảm ơn cái bạn có tên là đại gia ẩn tranh Hades đi nè mày nha. Rồi, bạn không cho biết tên này nè mày, ok nha, bạn không cho mình lần công khai sợ, nói chung sợ con sư tử nó gan anh em mà. Rồi ok và mình xin dừng video tại đây. Chúc anh em một ngày được vui vẻ. Anh em nhớ nhấn vào đăng ký kênh ủng hộ mình nhé anh em ơi. Chào anh em nha.